tiếp sau dấu ấn của Địa đàng 1 năm 2012 và Địa đàng 2 năm 2014 với những tình khúc êm dịu, hòa âm tinh tế cùng với giọng ca tinh khôi của Nguyên Hà. Album Địa đàng 3 với nhan đề phụ Ánh sáng địa đàng được Quốc Bảo trau chuốt với thời gian thực hiện tốn gấp nhiều lần. Được biết định dạng Hi-Res 24-bit 96kHz mà album Địa đàng 3 sử dụng có dung lượng gấp 4 lần CD thông thường. Để đạt chuẩn Hi-Res Audio và ghi lại không gian âm nhạc chân thật nhất, cảm xúc nhất, ekip đã thu với ban nhạc có biên chế tối giản, hòa âm cẩn trọng nhưng không cầu kỳ và giảm thiểu mọi can thiệp xử lý hậu kỳ. Chúng ta mất khoảng 2 tháng cho một cái dự án CD. Ở đây tôi mất gấp 3 lần thời gian. Và để giữ được cái cảm xúc từ đầu cho đến cuối, cho đến ngày hôm nay khi địa đàng nó ra mắt, thì phải nói là cũng là một cái điều cố gắng hết sức. Đặc biệt ở lần trở lại này, nhạc sĩ Bảo Chấn đã trực tiếp đánh guitar mộc trong phòng thu và âm thanh trong CD không qua bất kỳ sự can thiệp nào về mặt kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật. Hiện tại CD đã chính thức bán ra thị trường với mức giá khoảng 400.000 đồng một CD và file nhạc Hi-Res được bán với mức giá khoảng 200.000 đồng.